Do anh Trường và anh Minh chúc đại diện đồng hành. Anh Trường thì liệu đăng ký anh sẽ bàn có các cái nói cho mọi người nghe. Để kia một tháng, rồi anh nhận lời anh nói thôi rồi cứ chọn nghề đi. Rồi anh sẽ nhận 2 ngày tốt mà. Thì hôm nay thì đúng là có mặt đây mà Trường muốn anh rồi. Đây là đúng là những cô đông. Không phải là mấy ông mà gọi là đi tìm hiểu không? Nhận nghề mấy tiếng rồi nhận tiếp, đó là. Bây giờ cái này nó nôm na và nếu mà cô đông thì tôi phân cảm một cái và từng bước của em sẽ hiểu anh. Thứ nhất là đặc biệt tên anh và tên Hoàng Gia Lai nó tương đối nhẹ với thị trường. Ví dụ như những công ty khác nợ không ai nói gì và Hoàng Gia Lai nợ chút nó tàn lan cho nó đúng không? Công ty hôm qua công ty khác xanh không sao nhưng mà Hoàng Gia Lai xanh một cái. Không ý là mình nói là mà anh trên mình nhân viên nó hay nói là anh là nổ mà thực chất con anh thì rất là người luôn nó nổ những gì anh nói đều gần như không ai tưởng tượng nó sẽ thành sự thật. Nó quá lố cái suy nghĩ người đi, nó không thực thật được thì tôi nói ổng nó khoét. Nhưng mà tụi em biết xem lại những gì anh nói xưa nay gần như anh thực hiện được hết, từ bóng đá đến kinh doanh đến làm ăn, đúng không? Chứ không có cái gì nó mua đời đâu. Nhưng có điều của nó vẫn đỡ lại tiếp. Cho nên ý anh nói đó là dư luận và sợ hội mạng sợ là không cấm được. Cho nên nó có phức tạp. Cho nên anh ít khi anh nói thật nữa. Bây giờ anh ít khi nói thật. Mình bây giờ có nói nghe, có nói nữa luôn. Có 1000 tay sầu riêng, anh giấu 400 liền. Không bao giờ tôi nói anh sầu riêng có sầu riêng luôn. Thì mình đã biết. Nó đang nghĩ quá. Thì anh mới cho đi, nó mới lồi ra sầu riêng. Anh đã bố nói anh biết. Đúng không? Tại vì nói ra ông nước công nghệ ta sầu riêng thì người ta lại nước nấu nữa. Lại nấu nữa thì phức tạp, đúng không? Rồi bình luận lung tung cho nên anh không cho cơ hội để bình luận của anh Gia Lai nữa, giảm bớt. Ví dụ này năm đứa gà không? Hiện tại thật sự có 1 triệu con rồi. Chứ không phải là 100 con, nếu bây giờ nấu 1 triệu con thì lại nấu nữa. Đúng không? Cho nên một đội heo anh nuôi ra này. Anh rất thận trọng, đưa thì được. Việc đầu tiên anh cho cổ đông anh trước. Đây là cái này. Anh đưa 1000 cô đông, bộ người cho xuống trước, anh đi khắp nơi, khắp nước luôn. Tất cả những cô đông anh đó. Cái bệnh viên anh đưa là 99% là khen hay không? Chứ anh nghĩ 1000 người đó, người ta không phải tên đến đây hết đâu. Đấy không? Nếu mà có lời nó chửi mạng, cũng tặng lại được đúng không? Và anh rất dụng trám, rất chơi trò. Thứ nữa mà. Cái thứ hai nữa, bây giờ anh đang làm những việc, ví dụ như là trồng chuối thêm, nuôi heo thêm. Tụi em thông cảm anh không nói. Mình nói ra là phức tạp lắm à, cho nên thôi là có những lúc tụi em là cổ đông đúng không? Và có những lúc cái thông tin nó ra cũng không hết lắm. Có thể là trong nội bộ thì anh cho bớt biết. Ví dụ tình này nó cũng thuộc loại mới biết còn thông. Có thể anh cho biết tụi em anh không chính thức phát ngôn đâu. Phát ngôn đâu phức tạp lắm được à, cho nên bây giờ anh hạn chế bớt phát ngôn. Mà anh hạn chế chừng nào nó có môi ra nó được đó. Cho nên anh nói một, nó bia, nó nói ba rồi. Nó hôm nay nó nói, không có báo chí, chứ không có báo chí. Và nó một, nó ba, cho nên rất phức tạp. Cho nên trở lại cái cổ phiếu. Cái cổ phiếu bên Gia Lai rất nhiều giá của nó. Cho nên hiện tại mình chốt, đó là gần 50.000 cổ đông. Là một trong những công ty là cổ đông cơ bản là đông nhất. Trong trước cả hơn ngân hàng. Như vậy tức là cá sò họ quan tâm. Cho nên đụng chuyện pháp là nếu xấu nó xuống đỡ nổ đâu, đúng không? Mà nếu mà mọi việc nó tốt lấy cây chọn nó không xuống được, đúng không? Cho nên là nó có những cái giai thoại như thế, cho nên tụi em là có đâu anh khuyên là hết sức bình tĩnh, đúng không? Hết sức bình tĩnh về dư luận nói bất cay gì nói, gần như nói thì ít nhưng mà bịa thì nhiều, cứ khà cà khịa, cứ cà khịa thì nhiều, em suốt ngày cứ cà khịa. Ví dụ ngày qua đọc bài báo cũng cà khịa bạn trai. Rồi khen người khác nhiều hết cho nên nó phức tạp à. Tại vì nó đối với mình sao ta thương hết được 10 người thì mình yêu cầu số 7 người thương và 3 thì nó ghét nó khịa rồi à. Mà nó khịa khịa rất hiếm chứ không khịa thừa đâu. Thôi thì nói tốt lại thôi, tụi em là cổ đông Hoàng Gia Lai, anh hết sức cảm ơn tụi em có mặt ngày hôm nay. Thì hôm nay thì lên đây đức kính anh đãi tụi em cũng là thịt heo và thịt gà, mà gà nó gà đi bộ đúng nghĩa Hoàng Gia Lai luôn. Cũng là lần đầu tiên anh ra cổ đông anh luôn. Con heo nào trước cũng là đầu cổ đông anh trước của anh luôn. Được trường xong. Rồi ngày mai anh sẽ đưa tụi em đi thăm những cơ sở mà Hoàng Gia Lai đang làm.
anh dám tin chắc rằng không ai dám làm như anh, dám tự tin đưa cổ đông tất cả những chỉ lấy từ mình. Ví dụ anh trừ ra muốn coi giờ chỉ nó, anh nói cũng muốn coi cùng theo thứ tám, chỉ dùng thứ tám. Tuy nhiên là nói tóm lại, dàn thì không sợ lớn. Như vậy thì em cứ tin rằng là có ai, có cái nhà đầu tư nào dám dẫn cổ đông đi chỉ những gì của mình thì để nó môi ra không còn gì đúng không? Nếu nó nếu mà khuyết điểm nó hết là nó phức tạp dấu chứ. Nhưng mà tụi anh học là không có cái tình hình đó. Cho nên có gì là phơi bày rồi hết. Cho nên ngày mai tụi em đi là tụi em muốn hỏi bất cứ cái gì liên quan tới heo, liên quan tới cây trồng, ví dụ cây trồng hôm nay anh mời hai vị này, cô Đào ở trong đó, một chắc là hai cây chuối và sầu riêng, ví dụ hỏi nên sức bao nhiêu, trồng sao, quy trình thế nào, tụi tôi sẽ giải thích được. Còn heo thì nằm dưới chuồng lúc nãy có, phải sửa lại bệnh cho lên đây. Đây. Thì sáng mai là khoảng 7 giờ mình lên sáng, đúng không? 7 giờ sáng xong anh sẽ đưa anh tới phòng đưa đi. Từ khi xuống một công ty là gọi là công ty chăn nuôi tại Gia Lai, cũng hai công ty làm điều giống nhau và nhiệm vụ giống nhau, anh cho đi coi một công ty trước, công ty chăn nuôi thì trong đó có cái chú con heo, thì anh sẽ cho tụi em đi coi rất kỹ một cái quy trình của nó, quy trình từ là sản xuất cám rồi qua con heo nái hay cái gì con gì qua sinh gì được sao, tức là tụi em sẽ hình dung hết, hình dung ra cái lợi thế của anh Gia Lai ở chỗ nào, để tụi em là anh nghĩ là cũng do tài chính và bây thừa thông minh đúng không, thừa thông minh đã nhìn qua chắc là hiểu ngay, chẳng cần phân tích đó, không biết hiểu qua thôi. Tại sao anh nói chuyện đó? Vì lý do tình hình mà giá cám nó lên một phút nữa là cái đưa lỗ tránh xương, nhưng mà anh khẳng định anh bảo lại vì lý do anh có lợi thế riêng, mà lợi thế riêng đây nói ra thì thành đấu ghét, anh muốn cái mất thấy tì rờ mấy em đó. Cái mà bỏ đi việc biết thành tiền anh mới ra câu chuyện đó được, chứ không phải tự nhiên nó rất có tài gì làm được chuyện đó được, nhưng có lợi thế mà không ai có được, có thể là không ai có được đó. Cho nên là gì, ngày mai anh sẽ đưa tiền đi coi hết tất cả quy trình sản xuất chuối, anh đưa vô chỗ đóng gói chuối đi Nhật, đi Trung Quốc chỗ đóng gói luôn, được đưa vô chỗ sản xuất thức ăn cho heo, và đặc biệt là đưa vô cái chỗ mà xử lý cháy chuối thải tới trong hai nái như thế nào, rồi cái chuối thải đó sấy khô thế nào, cho heo thịt như thế nào, thì cái đó mới quan trọng đó, cái đó quan trọng. Và cái việc này anh nghĩ là tụi em thừa so sánh trên mạng đi coi tất cả các nước trên thế giới thì không ai làm, chỉ có mình duy nhất của Nhà Lai làm. Cho nên những gì mà mình nói mình làm đầu tiên nhất thì họ nói mình lại thì nổ nữa, đúng không? Thì tụi em coi rồi thì tụi em còn biết nó thật hay nổ, cho nên tụi em lên đây em rất mừng, mừng gì đó đi coi cái thật này tổng mắt thấy rồi, giờ tụi em không đi coi thì không biết đâu, đúng không? Làm gì cái chị ông ấy đầu tiên làm đầu tiên ở Việt Nam rồi, đầu tiên trong Nam Á, đầu tiên mà thực đi coi xong em luôn, em tụi em thừa lên trên mạng rồi đi tìm tất cả các quốc gia có ai làm trò này không, chắc chắn là không, đúng không? Như vậy không chứ mà đừng đầu tiên cái thằng nữa, mà đầu tiên thì nói ông này lại đầu phải đầu tiên nữa. Sợ cái đó không, cũng như hồi xưa anh nói bây giờ nói lại năm 2008 ai chơi nông dân, đúng không? Bây giờ nhắc lại chứ không ai dám bỏ ra hồi đó, tụi em biết không, tức là suốt cứ mở ra báo là cứ rôi rôi suốt ngày rôi, đúng không? Tức là rôi bà Ngọc Diệp rôi ông này lung tung ra ngay, thì anh bực mình quá cho chúng nó bay luôn là rôi em luôn thế không thì đó là tới bây giờ anh là người đầu tiên muốn bay chay luôn, lại đầu tiên, cho nên rất cái đầu nhiều cái đầu tiên, nhưng mà ôm lại rất nhiều cái, nhưng mà trong cái chú này là anh khẳng định luôn là cái khai phá ra là khai phá mấy anh khai phá đâu cũng có những cộng tác dân gian, anh là người tổng hợp ra anh sẽ biết được, anh được ý tưởng rồi anh thực hiện. Như vậy tới giờ khẳng định heo anh chuối là tác giả của Gia Lai chứ không phải quay hết, sau này ai có làm được đi cũng là đi sau của Gia Lai, mà đương nhiên là có thể thành công không biết, nhưng mà chắc chắn thành công vì lý do con heo là 75% chi phí thức ăn đến 80% luôn, cái đó tính thác 80%, nhưng trong đó mình đã cầm được 40%, là 40% này các bạn có tính được nữa không, tức là cá chưa đi bỏ đi, bây giờ mình đưa vào cho anh thì nói không ai tin, ngày mai chúng ta sẽ thấy, cho nên anh muốn ngày mai đưa em tận mắt thấy cái đó thì nó mới quan trọng, chứ bây giờ nói như Tabaco có bao khác như heo thì nói tiếng xương anh Gia Lai lời lời gì thách à, đúng không? Cho nên là không thánh đâu, nó có lý do đó. Thôi tốt lại ngày mai chúng ta sẽ chú giết, bây giờ thì mời anh em tới đây tổng lê lên, đúng không? Làm thách à? Chào.
Come on, Angela.